Buổi sáng mặt trời bắt đầu lên, trong khi mẹ bé vẫn đang ngủ. Thì nhà chúng ta tận dụng cửa sổ hướng phía đông và chỉ cần cho bé ở trong phòng. Và chúng ta có thể tiến hành tắm nắng cho bé được rồi. Bắt đầu di chuyển bé ra chỗ có ánh nắng chiếu vào trong nhà. Đầu tiên thì chỉ cần ánh nắng chiếu vào mặt thôi. Mùa đông ta vẫn đảm bảo ấm cho bé. Tắm nắng con bé nha. Con chìa tay ra là và bắt đầu là thở một chút, chỉ cần nắng nó chiếu vào mặt là được. Và lưu ý là bỏ phao tay của bé ra thì phải để ý bé cào tay vào mặt. Khoảng 5 phút thì bắt đầu dần dần cho mũ của bé ra để ánh nắng. Đến với bé. Cái đường bố tắm nắng đấy các bạn. Mùa đông tắm nắng cho bé ở trong phòng không sợ lạnh. Chỉ cần mở một bên cánh cửa sổ là đã đủ tắm nắng cho bé rồi. Tắm nắng thì con thích không con? Và chỉ cần chút nắng ở cửa sổ chiếu vào nhà thôi và chúng ta có thể tăng nắng được cho bé rồi con nhỉ. Đủ cho bé nằm thôi là tắm nắng được rồi nhỉ.